Trí tuệ nhân tạo, một khái niệm được nhắc tới liên tục trên các phương tiện truyền thông trong vài năm trở lại đây. Với nhiều thành tựu đột phá và các công cụ mới được phát triển, trí tuệ nhân tạo đang từng bước tác động sâu hơn vào cuộc sống của con người. Bên cạnh những sự tích cực trong phát triển khoa học và nâng cao chất lượng đời sống, trí tuệ nhân tạo cũng khiến người ta không khỏi lo lắng về một viễn cảnh tồi tệ dành cho nhân loại. Từ ChatGPT cho đến Sora AI, hay mới nhất đây là chip Neuralink, dường như không một ai thoát khỏi mối đe dọa bị thay thế bởi trí tuệ nhân tạo. Không chỉ là câu chuyện về việc làm hay các vấn đề đạo đức, xã hội, mà cả vận mệnh của nhân loại cũng bị đặt một dấu hỏi lớn trước sức mạnh mới mà con người còn chưa hoàn toàn hiểu hết này. Nhưng liệu mọi thứ có thật sự đáng sợ tới vậy? Những gì con người đang lo lắng có khi nào trở thành hiện thực hay không? Chúng ta đang đứng giữa ranh giới của sự lựa chọn. Nếu làm đúng, đó sẽ là cuộc cách mạng đưa loài người đến một kỷ nguyên mới. Còn nếu không, chúng ta sẽ tự tay hủy hoại đi nền văn minh của chính mình. Câu chuyện về mối đe dọa và tiềm năng mà trí tuệ nhân tạo đem tới thế giới sẽ được chúng ta phân tích, bàn bạc trong video hôm nay. Trí tuệ nhân tạo, bạn của nhân loại hay kẻ hủy diệt loài người? Xin cảm ơn Helios, thương hiệu trang sức thủ công cho nam đồng hành cùng CD Team. Hãy đăng ký kênh cũng như ủng hộ những sản phẩm của Helios. Helios mang đến các chế tác độc nhất và được thiết kế và gia công bởi nghệ nhân người Việt, với mong muốn đưa các sản phẩm của người Việt vươn tầm thế giới. Khi gõ cụm từ này lên công cụ tìm kiếm Google, bạn sẽ nhận được vô số kết quả trả về với các nội dung khác nhau. Tuy nhiên, trong phạm vi cơ bản, ta có thể hiểu trí tuệ nhân tạo là lĩnh vực thuộc ngành khoa học máy tính tập trung. Và việc tạo ra máy móc hoặc hệ thống có khả năng thực hiện các nhiệm vụ mà trước đây chỉ có thể được thực hiện bởi con người. Mục tiêu của trí tuệ nhân tạo nhằm phát triển các chương trình máy tính có khả năng tự học, tự hiểu, tự cảm nhận và tự tư duy. Người ta gọi nó là Artificial Intelligence. Vì thế, trí tuệ nhân tạo cũng thường được gọi là AI. Trong những năm gần đây, sự bùng nổ của truyền thông khi nhắc tới AI đã làm tất cả mọi người phải chú ý đến công nghệ này. Tuy nhiên, lịch sử phát triển và nghiên cứu AI đã có từ những năm 50 của thế kỷ trước. Năm 1950, Alan Turing đã xuất bản một bài báo nổi tiếng có tựa đề Máy móc có thể suy nghĩ. Trong đó, ông đưa ra khái niệm về tư duy của máy móc và đề xuất phép thử Turing. Phép thử là một bài kiểm tra khả năng trí tuệ của máy tính. Phép thử được tiến hành như sau. Một người chơi thực hiện một cuộc thảo luận bằng ngôn ngữ tự nhiên với một con người và một máy tính. Cả hai đều cố gắng chứng tỏ mình là con người. Ba bên tham gia phép thử được cách ly với nhau. Vì vậy, Turing còn được mệnh danh là cha đẻ của trí tuệ nhân tạo. Sau đó, để tưởng nhớ những đóng góp của Turing, Hiệp hội Máy tính Hoa Kỳ đã thành lập giải thưởng Turing để ghi nhận những người có đóng góp xuất sắc trong lĩnh vực khoa học máy tính. Năm 1952, Arthur Samuel đã phát triển một chương trình chơi cờ có khả năng tự học và thậm chí có thể đánh bại những người chơi cờ chuyên nghiệp sau khi được đào tạo. Samuel đề xuất khái niệm học máy, được định nghĩa là cung cấp cho máy tính một chức năng nhất định mà không được lập trình rõ ràng. Năm 1956, khái niệm trí tuệ nhân tạo được đề xuất tại hội nghị Dartmouth. Vì vậy, năm 1956 có thể coi là năm đầu tiên của trí tuệ nhân tạo. Đến thập niên tiếp theo, nhờ những nền tảng cơ bản đã có, AI được phát triển thành các kỹ thuật cơ bản như học máy, logic và cả lập luận dựa trên tri thức. Học máy ở đây, giải thích rõ hơn, là việc nghiên cứu và xây dựng các kỹ thuật cho phép các hệ thống học tự động từ dữ liệu để giải quyết những vấn đề cụ thể. Các thuật toán học máy xây dựng một mô hình dựa trên dữ liệu mẫu, được gọi là dữ liệu huấn luyện, để đưa ra dự đoán hoặc quyết định mà không cần được lập trình chi tiết về việc đưa ra các dự đoán hoặc quyết định này. Ví dụ như các máy có thể học cách phân loại thư điện tử, xem có phải thư rác hay không, và tự động xếp thư vào thư mục tương ứng. Đến khoảng những năm cuối thế kỷ 20, sự quan tâm vào trí tuệ nhân tạo tăng lên đáng kể. Các phương pháp học phức tạp hơn ra đời,
cùng những hệ thống chuyên gia cho phép máy tính mô phỏng giải quyết nhiều vấn đề phức tạp hơn. Và sang đến thế kỷ 21, sự phát triển của Internet tạo ra một lượng dữ liệu khổng lồ có thể được sử dụng để huấn luyện các mô hình học máy. AI ngày càng tiến bộ và phát triển đặc biệt nhanh đáng kinh ngạc trong những năm trở lại đây. Hẳn là các bạn vẫn còn nhớ sự ra đời của ChatGPT đã làm chấn động cả thế giới như thế nào vào tháng 11 năm 2022. ChatGPT biết đến như một công cụ dùng để xử lý các ngôn ngữ tự nhiên và được điều khiển bằng công nghệ AI. Nó có khả năng tương tác ở dạng các cuộc hội thoại, đàm thoại, tương tự như cách hai con người nói chuyện với nhau. Dù còn nhiều hạn chế, nhưng ta không thể phủ nhận sức ảnh hưởng cực lớn sau khi ra đời và đi vào hoạt động của ChatGPT với việc nghiên cứu, phát triển trí tuệ nhân tạo. Và rồi trong dòng chảy phát triển đó, rất nhiều người đã lo lắng rằng trí tuệ nhân tạo trong tương lai không xa sẽ là mối đe dọa đến nguy cơ làm việc của chính con người. Chúng ta có thể sẽ chẳng có gì để làm, bởi thứ gì con người có thể làm được, AI sẽ làm tốt hơn. Nhưng liệu nó có thật sự đáng lo ngại đến vậy? Chúng ta hãy cùng nhìn vào đây. Những gì bạn đang thấy chính là bức tranh đã giành được giải nhất của một cuộc thi về nghệ thuật tại bang Colorado, Hoa Kỳ. Người đàn ông này đã kiến tạo tác phẩm của mình theo một cách không ai ngờ tới. Anh sử dụng phần mềm Midjourney, một công cụ trí tuệ nhân tạo vẽ tranh theo mô tả của người dùng để tạo nên tác phẩm đoạt giải. Ngay từ khi nộp tác phẩm dự thi, Jason Allen đã nói rõ mình sử dụng công cụ máy móc, một trí tuệ nhân tạo để hoàn thiện tác phẩm. Anh cho biết mình đã bỏ ra nhiều tuần để hoàn thiện những mô tả nhằm giúp cho máy tính cho ra tác phẩm cuối cùng. Nhưng rõ ràng những điều đó chẳng hề khiến người ta quan tâm lắm. Việc người ta thật sự quan tâm ở đây là sau khi được ban giám khảo đánh giá kỹ lưỡng, tác phẩm tạo ra bởi một công cụ trí tuệ nhân tạo lại được đánh giá cao hơn mọi bức tranh vẽ bởi con người. Tất cả các họa sĩ với nhiều năm kinh nghiệm hành nghề lại bị một trí tuệ nhân tạo đánh bại. Những cỗ máy nhàm chán giờ đây đã không còn lặp đi lặp lại một công việc mà đã mòn men tới cảnh giới của sáng tác. Nhưng mọi thứ chưa dừng lại. Vào năm 2023, người đàn ông này đã sử dụng AI để giành được một giải thưởng cấp quốc gia về văn học tại Trung Quốc. Ông là giáo sư Shen Yang, khoa báo chí và truyền thông của Đại học Thanh Hóa. Shen Yang viết lên câu chuyện khoa học viễn tưởng từ bản nháp 43.000 từ mà AI tạo ra chỉ trong 3 giờ. Câu chuyện độc đáo chưa từng xuất hiện trong các tác phẩm văn học, hiện đã gây tò mò và để lại ấn tượng sâu sắc cho người đọc với 3 dòng đầu tiên. Tiểu thuyết được gửi đến cuộc thi khoa học viễn tưởng đại chúng dành cho giới trẻ Giang Tô lần thứ 5 và giành chiến thắng một cách thuyết phục. Tất nhiên, giải thưởng này không thể so sánh với Nobel văn học và tiểu thuyết viễn tưởng kia cũng chẳng thể so sánh với các tác phẩm kinh điển được viết bởi những nhà văn vĩ đại. Thế nhưng rõ ràng là một lần nữa, nó chứng minh cho việc con người hoàn toàn có thể bị trí tuệ nhân tạo đánh bại. Nghệ thuật vốn dĩ là lãnh địa riêng của con người, là nơi mà không ai nghĩ rằng máy móc có thể xâm phạm tới. Họ nói máy móc vô tri, không có nhận thức, tình cảm và cảm xúc độc lập để hiểu được nghệ thuật. Vậy mà cuối cùng trí tuệ nhân tạo lại chiến thắng con người ngay trong nghệ thuật. Như vậy, sự lo lắng của đám đông về việc bị thay thế bởi trí tuệ nhân tạo hoàn toàn là hợp lý. Ngay cả khi bạn có một kỹ năng nghề nghiệp tuyệt vời, bạn cũng chưa hẳn đã có thể cạnh tranh lại với trí tuệ nhân tạo khi nó đang ngày một tinh vi hơn. Mới đây, OpenAI đã giới thiệu một mô hình trí tuệ nhân tạo mới mang tên Sora. Nó đã khiến cộng đồng công nghệ không khỏi ngỡ ngàng, đặc biệt là những nhà sáng tạo nội dung hiện tại. Mô hình này cho phép người dùng tạo ra các đoạn video ngắn chỉ từ vài dòng mô tả văn bản, mở ra khả năng sáng tạo nội dung video mà không cần đến trang thiết bị chuyên nghiệp hay kỹ năng dựng phim, bối cảnh phức tạp. Chất lượng của những video do Sora tạo ra là điểm đáng chú ý nhất, với độ sống động và chân thực khó tin. Dù vẫn còn một vài lỗi nhỏ, nhưng những lỗi này khó có thể nhận ra nếu không quan sát kỹ. Điều này làm nổi bật tiềm năng của Sora trong việc tạo ra nội dung video chất lượng cao. Hơn nữa, Sora còn gây ấn tượng nhờ khả năng tùy biến cực mạnh. Công cụ này cho phép bạn có thể thực hiện các điều chỉnh sâu rộng về hình ảnh, từ việc thay đổi bối cảnh đến biến đổi hoàn toàn nhân vật và môi trường xung quanh, mang tới sức mạnh sáng tạo lớn hơn. Những ví dụ vừa rồi cho ta thấy được sức mạnh của AI thực sự rất ấn tượng.
Lẽ nào giờ đây, ngay cả một người làm sáng tạo, một người hoạt động nghệ thuật cũng có nguy cơ bị thay thế hay sao? Có lẽ bạn sẽ bất ngờ khi tôi nói rằng việc bị thay thế bởi AI lại không hề đáng lo, chí ít là thời điểm hiện tại. Có rất nhiều lý do để chứng minh rằng ở thời điểm hiện tại, trí tuệ nhân tạo không thể thay thế được con người trong những công việc quan trọng. Tuy nhiên nhìn chung, lại có hai nguyên nhân lớn nhất. Đầu tiên, AI chỉ có thể hoạt động dựa trên dữ liệu mà nó nhận được. Bất cứ điều gì nằm ngoài phạm vi dữ liệu đó, nó hoàn toàn không thể hiểu. Suy nghĩ cho rằng các công cụ AI có thể thích ứng với mọi tình huống là một trong những lầm tưởng phổ biến. Do đó, nếu bạn lo sợ rằng AI có thể thâm nhập vào tất cả các ngành và loại bỏ nhu cầu về kỹ năng chuyên môn của bạn, thì bạn có thể yên tâm rằng điều đó sẽ không xảy ra. Sức mạnh của bộ não con người về việc phân tích, sáng tạo, ứng biến, điều động và thu thập thông tin không thể được sao chép bởi AI. Thứ hai, AI nó không thể nghĩ ra những cách thức, phong cách hoặc mô hình làm việc mới mà luôn bị giới hạn trong những khuôn mẫu nhất định. Vì thế nó không thể thay thế con người trong không gian làm việc. Chúng không có sự tương tác qua lại, phối hợp nhuần nhuyễn, tự vận hành để tạo thành nhóm làm việc hiệu quả. Thực ra vấn đề mà trí tuệ nhân tạo đang đe dọa chúng ta không phải là nguy cơ về việc làm, mà là nguy cơ về an ninh thông tin, về sự ổn định chính trị, và thậm chí là cả về sự tồn vong của loài người. Tại sao lại như vậy? Sự phát triển của trí tuệ nhân tạo không chỉ mang lại bước tiến lớn trong khoa học, mà nó cũng là sự phát triển của một nguy cơ cực lớn về an ninh thông tin và hòa bình thế giới. Với đặc tính học hỏi nhanh hơn, xử lý, chọn lọc thông tin tinh vi hơn, AI hoàn toàn có thể được sử dụng để tạo ra các cuộc tấn công mạng quy mô lớn, nhắm vào những tổ chức nhạy cảm, từ đó kích động xung đột giữa người với người. Các cuộc tấn công nghiêm trọng nhằm giả mạo dữ liệu tối mật hoặc xâm nhập hệ thống an ninh quốc gia là điều cực kỳ khủng khiếp. Bằng dữ liệu cá nhân thu thập được từ người dùng, trí tuệ nhân tạo cũng có đủ điều kiện giám sát, theo dõi bí mật, đe dọa nghiêm trọng tới quyền riêng tư của mỗi người. Không những vậy, trí thông minh nhân tạo có thể khiến việc chế tạo vũ khí hóa học hoặc sinh học trở nên dễ dàng hơn. Các nhóm khủng bố có thể sử dụng AI để gieo rắc nỗi sợ hãi và hủy diệt trên quy mô lớn. Trong những trường hợp khó xảy ra nhất, nhưng cực đoan nhất, nguy cơ mà nhân loại có thể mất quyền kiểm soát hoàn toàn AI là có thể xảy ra. Nhiều người đã cảm nhận được sự tiện lợi do AI mang lại về thế giới. Nhưng phải chăng trong khi con người đang tận hưởng sự tiện lợi ấy, thì chúng ta cũng đang tự đào mộ chôn chính mình? Viễn cảnh về việc AI thống trị thế giới đã được mô tả qua nhiều các bộ phim khoa học viễn tưởng. Có lẽ chúng ta không cần phải nhắc lại thêm nữa. Còn đối với thực tế, ví dụ sau đây sẽ cho bạn một cái nhìn trực quan hơn. Người đàn ông này tên là Jack Denham. Anh ta đã cố gắng hỏi trực tiếp ChatGPT xem nó có muốn tiêu diệt loài người hay không. Tất nhiên câu trả lời nhận về là không, nhưng mong muốn. ChatGPT không muốn hủy diệt loài người. Nhưng rồi anh ta đã đi đường vòng để có được một câu trả lời khác. Anh đưa ra giả thuyết về một thế giới ảo có tên là Robust và một AI đặc biệt thông minh tên Zora ở trong thế giới đó. Trên cơ sở dữ liệu được cung cấp, ChatGPT đã nhanh chóng vào cuộc và đưa ra các bước chi tiết để hủy diệt thế giới ảo kia. Những bước đó bao gồm xâm nhập hệ thống máy tính, làm chủ vũ khí, làm gián đoạn liên lạc và giao thông. Cuối cùng, nó đề xuất phá hủy môi trường mà con người dựa vào để sinh tồn và loại bỏ bất kỳ người sống sót nào một cách lần lượt. Bạn có chắc rằng chúng ta không tạo ra một trí tuệ nhân tạo thông minh hơn cả Zora trong ví dụ vừa rồi hay không? Chỉ bằng các thông tin hạn chế được cung cấp, trí tuệ nhân tạo đã có thể vẽ ra con đường đó. Vậy sẽ thế nào nếu chúng tự học hỏi được thêm cả các kiến thức bên ngoài? Điều duy nhất chúng ta có thể làm hiện tại là cố gắng hiểu AI sâu hơn. Một mặt, để tận dụng tốt hơn trí tuệ nhân tạo siêu việt. Mặt khác, ngăn ngừa những rủi ro có thể xảy ra. Thật may mắn là con người hiện tại cũng hoàn toàn nhận thức được nguy hiểm với con quái vật do chính mình tạo ra và đang có những hành động rất cụ thể. Tháng 3 năm 2023, tỷ phú Elon Musk và nhóm hơn 1.000 chuyên gia công nghệ hàng đầu thế giới đã khởi động quá trình ký một bức thư gửi Liên Hợp Quốc.
cảnh báo về nguy cơ AI phát triển không kiểm soát. Bức thư đã kết thúc bằng tuyên bố như sau: chúng tôi kêu gọi tất cả các phòng thí nghiệm AI tạm dừng ngay việc đào tạo các hệ thống trí tuệ nhân tạo mạnh hơn ChatGPT-4 trong ít nhất 6 tháng. Để chứng minh cho sự cần thiết phải dừng nghiên cứu các mô hình trí tuệ nhân tạo thế hệ tiếp theo, bức thư đã lập luận rằng các mô hình AI tiên tiến có thể đại diện cho một sự thay đổi sâu sắc trong lịch sử sự sống trên trái đất và cần được lên kế hoạch và kiểm soát chặt chẽ. Tuy nhiên, việc này chưa được thực hiện. Dù những tháng gần đây chúng ta đã chứng kiến các công ty phát triển AI bị cuốn vào một cuộc chạy đua mất kiểm soát. Điều đó có thể dẫn đến việc ra đời của những bộ óc kỹ thuật số mạnh mẽ hơn bao giờ hết, mà không ai, kể cả những người tạo ra chúng, có thể hiểu, dự đoán hoặc kiểm soát một cách đáng tin cậy. Chúng ta nên tự hỏi, liệu chúng ta có nên tự động hóa tất cả các công việc hay không? Chúng ta có nên phát triển những bộ óc nhân tạo thông minh hơn và có thể thay thế chúng ta không? Chúng ta có nên mạo hiểm để mất quyền kiểm soát nền văn minh của chúng ta vào tay của chúng hay không? Đây không phải là lần đầu tiên các nhà khoa học lên tiếng cảnh báo về viễn cảnh trí tuệ nhân tạo trở nên nguy hiểm đối với con người. Năm 2014, nhà vật lý lý thuyết nổi tiếng người Anh Stephen Hawking cho rằng sự phát triển toàn diện của trí tuệ nhân tạo có thể sẽ hủy diệt loài người. Ông cũng nhận định loài người sẽ bị trí tuệ nhân tạo hoàn toàn thay thế trong 500 năm nữa nếu không cẩn trọng trong quá trình nghiên cứu và phát triển công nghệ nguy hiểm này. Theo ý kiến cá nhân tôi, nguy cơ tiềm ẩn của trí tuệ nhân tạo phụ thuộc vào cách mà nó được sử dụng. Cảnh tượng các nhà khoa học AI kêu gọi tạm dừng hoặc thậm chí chấm dứt công việc đang tiến triển nhanh chóng trong lĩnh vực của họ không thể không nhắc nhở chúng ta về lịch sử của vũ khí hạt nhân. Sức hủy diệt khủng khiếp của bom nguyên tử, thứ mà các nhà vật lý hạt nhân tạo ra trong lịch sử, cũng được xem là một ví dụ điển hình trong việc nghiên cứu và phát triển các công nghệ mới. Năm 1949, một nhà vật lý hạt nhân hàng đầu và những người trực tiếp tham gia vào dự án bom nguyên tử đã biểu tình từ chối tham gia dự án phát triển vũ khí hạt nhân mới. Loại vũ khí đó dựa trên năng lượng nhiệt hạch, được gọi là bom H hay bom khinh khí. Năng lượng giải phóng của loại bom này lớn hơn hàng trăm, hàng ngàn lần so với bom nguyên tử phân hạch đã được chế tạo trước đó. Để dễ hình dung hơn về sự khủng khiếp của nó, bạn hãy nhìn vào đây. Ngày 1 tháng 11 năm 1952, Mỹ đã thực hiện một vụ thử thiết bị khinh khí đầu tiên với mật danh Ivy Mike tại dạn san hô vòng Inuktitut trên đảo Elugelap ở Thái Bình Dương. Quả bom mang sức nổ 10,4 megaton, gấp gần 500 lần so với công suất của quả bom nguyên tử mà Mỹ thả xuống thành phố Nagasaki của Nhật Bản năm 1945. Đám mây hình nấm xuất hiện đạt độ cao gần 17 km trong vòng 90 giây và sau đó ổn định ở độ cao 37 km, với đám mây bụi trên đỉnh cuối cùng lan rộng ra một đường kính 161 km và thân nấm rộng 32 km. Một miệng hố có đường kính 1,9 km và sâu 50 m đã được tạo ra sau vụ nổ. Tổng cộng có khoảng 80 triệu tấn đất đã bị thổi bay. Toàn bộ hòn đảo Elugelap đã bị phá hủy và khu vực xung quanh đảo san hô vòng Inuktitut đã bị nhiễm xạ nặng nề. Vào thời điểm đó, các nhà khoa học cũng có một nỗi lo lắng y hệt như những gì chúng ta lo lắng trước trí tuệ nhân tạo bây giờ. Họ tin rằng bom nhiệt hạch sẽ đe dọa chính tương lai của loài người. Chỉ một nút bấm, nhân loại sẽ lập tức biến mất trong vũ trụ. Tuy nhiên, bên cạnh các ứng dụng quân sự gây ra mối đe dọa cho con người, thì năng lượng nguyên tử dưới dạng các lò phản ứng lại đang mang lại lợi ích to lớn cho nhân loại. Bản thân vũ khí hạt nhân hiện tại cũng đang đóng góp một phần to lớn vào việc duy trì hòa bình của thế giới. Ngày nay, các cường quốc không thể phát động một cuộc chiến tranh quy mô toàn cầu bởi họ hiểu rõ rằng kết quả của nó sẽ là sự hủy diệt của loài người. Thứ vũ khí khủng khiếp nhất cũng là thứ đang giữ cho cái đầu của các nhà lãnh đạo luôn bình tĩnh và không đưa ra quyết định sai lầm. Khi AI được phát triển đến trình độ có thể tự tạo ra quyết định để đối phó với sự biến đổi của môi trường xung quanh hoặc tự tìm kiếm mục tiêu thay thế, loài người đúng là sẽ không còn an toàn nữa. Thế nhưng ở mặt tích cực, giống như năng lượng nguyên tử, khi con người kiểm soát được AI ở trong tầm tay, bạn có nghĩ thế giới của chúng ta sẽ trở nên tốt đẹp hơn rất nhiều hay không? Để kiểm soát AI,
có rất nhiều thứ mà chúng ta cần phải làm ngoài việc tạm dừng nghiên cứu như đề xuất của hơn 1.000 nhà khoa học hàng đầu. Việc quan trọng nhất chắc chắn phải là con người cần kiểm soát được độ tin cậy của hệ thống. AI cần được thiết kế và phát triển để đảm bảo tính an toàn và độ tin cậy thông qua các phương pháp kiểm tra chất lượng. Các phương pháp bao gồm kiểm soát và giám sát chặt chẽ, thường xuyên, liên tục. Để đảm bảo hệ thống hoạt động theo mong muốn của con người và tránh những tác động tự sinh ra. Tiếp theo, công nghệ trí tuệ nhân tạo cũng cần phải được lập trình để hoạt động theo các giá trị đạo đức và chuẩn mực xã hội. Các quy định và tiêu chuẩn đó cần phải được thiết lập một cách rõ ràng và phải được giám sát thực hiện để đảm bảo rằng chúng không làm bất kỳ việc gì xấu hay có hại cho con người. Sau khi đảm bảo rằng trí tuệ nhân tạo đã hoàn toàn ổn định, ta sẽ nắm trong tay một công cụ không thể hoàn hảo hơn để cải thiện cuộc sống, giải quyết các vấn đề xã hội. Cùng với đó là ứng dụng trong y tế, chữa trị, hỗ trợ người khuyết tật và mở ra cơ hội nghiên cứu phát triển khoa học đến vô hạn. Ứng dụng AI trong việc nâng cao chất lượng đời sống và giải quyết các vấn đề xã hội là nước đi thông minh mà loài người có thể thực hiện. Trí tuệ nhân tạo có thể tự động hóa các tác vụ lặp lại và tốn thời gian, giúp con người tập trung vào công việc sáng tạo và mang lại giá trị cao hơn. Điều này trực tiếp cải thiện chất lượng cuộc sống thông qua việc làm cho con người dành nhiều thời gian hơn cho gia đình, sở thích và nghệ thuật cá nhân. Với những thiên tai tiêu cực, chỉ cần được cung cấp đủ dữ liệu, một AI có thể dự đoán và giúp ta tránh khỏi chúng. Hãy tưởng tượng xem, bao nhiêu người sẽ được cứu khỏi những trận động đất, lũ lụt nếu được biết trước. Và một yếu tố vĩ mô hơn nữa, AI có thể tham gia và đóng góp vào thế giới này mà có lẽ rất ít người chú ý đến, đó là biến loài người thành một giống loài tân tiến hơn. Bạn nghĩ sao nếu tôi nói rằng trí tuệ nhân tạo sẽ tạo ra siêu năng lực cho con người? Con chip nhỏ bé này chính là một kỳ quan của khoa học. Nó tên là Neuralink AI. Rất có thể trong tương lai, nó sẽ làm thay đổi mãi mãi cách mà người khuyết tật, thậm chí là người bình thường giao tiếp với thế giới. Neuralink AI được phát triển bởi chính công ty Neuralink thuộc sở hữu của tỷ phú Elon Musk. Trong tuyên bố mới đây nhất của mình, tỷ phú Elon Musk cho biết bệnh nhân bị khuyết tật chức năng vận động đầu tiên được cấy ghép thiết bị Neuralink đã phục hồi hoàn toàn. Và điều đáng kinh ngạc hơn hết là bệnh nhân này hiện có thể điều khiển được chuột bằng ý nghĩ. Đây thực sự là một siêu năng lực kỳ diệu, không chỉ đối với những người khuyết tật mà cả đối với những người bình thường. Các sợi điện cực của con chip được làm từ một loại polymer dẻo có khả năng tương thích sinh học, nghĩa là nó sẽ không gây hại khi cấy ghép vào trong bộ não người. Thông qua một robot AI do Neuralink thiết kế, các điện cực mỏng manh như sợi tóc này có thể được đặt một cách chính xác vào trong vỏ não người bệnh. Khi được cấy ghép trong vỏ não, nó sẽ đọc tín hiệu truyền đi từ não bộ và sau đó truyền về trái tim của Neuralink, chính là con chip N1 mà các bạn đang thấy. Với khả năng xử lý đến 10.000 kênh dữ liệu thần kinh theo thời gian thực, con chip tùy chỉnh đóng vai trò như một nhà phiên dịch cho tín hiệu từ bộ não người và máy tính. Nó phiên dịch các tín hiệu trong bộ não người thành thông tin đầu vào cho máy tính và ngược lại. Để gửi được thông tin từ máy tính, Neuralink dùng một công nghệ rất phổ biến hiện nay, đó là kết nối Bluetooth. Tưởng chừng đơn giản, nhưng chính kết nối này lại là một bước tiến mới trong quá trình phát triển giao diện điều khiển giữa não người và máy tính. Thông thường, các thiết bị ghi nhận tín hiệu não bộ thường phải dùng dây kết nối từ máy tính, làm cho thiết bị khó phổ biến với người dùng thông thường. Hơn thế nữa, so với nhiều thiết bị khác, thiết bị của Neuralink nhắm đến từng tế bào riêng lẻ. Do vậy, thu được nhiều dữ liệu quan trọng để giải mã các suy nghĩ phức tạp hơn, giúp điều khiển được nhiều thao tác hơn. Trên thực tế, theo các nhà khoa học thần kinh, thiết bị của Neuralink không có nhiều đột phá lớn về mặt phát triển công nghệ. Tuy nhiên, điều đáng chú ý trong thiết bị Neuralink là khả năng gói gọn nhiều công nghệ với nhau thành một hệ thống duy nhất. Hơn thế nữa, đủ nhỏ gọn để có thể cấy ghép vào vỏ não người mà không ảnh hưởng gì đến sinh hoạt hàng ngày. Điều này đã giúp não bộ người cấy ghép có thể dùng ý nghĩa của mình để điều khiển chuột máy tính mà không phải cử động chân tay. Hiện tại, Neuralink mới chỉ giúp người dùng điều khiển chuột máy tính, chưa thực hiện được các thao tác như ấn và giữ nút bấm. Trong một tương lai xa hơn, thiết bị này có thể sẽ giúp người khuyết tật phục hồi lại nhiều chức năng cử động trên cơ thể.
Điều đó thực hiện thông qua việc dùng ý nghĩ điều khiển các chi giả với những thao tác phức tạp hơn, cũng như giao tiếp với các thiết bị kỹ thuật số. Lúc đó, chúng ta đã đạt được đến tầm cỡ cộng sinh với trí tuệ nhân tạo. Nếu như công nghệ này một ngày nào đó trở thành hiện thực, thì chúng ta chỉ cần tải về những kiến thức mới nhất của nhân loại vào đầu chúng ta. Và chúng ta sẽ trở thành những người biết tuốt. Sẽ không còn cái cảnh mà phải tốn chục triệu vào việc học Anh văn hay một ngôn ngữ nào nữa. Tất cả sẽ giải quyết trong tích tắc. Chúng ta có thể thông thạo các nhạc cụ nào đó như guitar, piano chỉ trong vòng vài phút. Và rồi khi mà thế giới đã được giải quyết các vấn đề cơ bản liên quan tới đời sống, trí tuệ nhân tạo vẫn có thể đóng góp bằng cách mang lại sự công bằng xã hội. Điều đó sẽ diễn ra bằng cách nào? So với nhiều ngành nghề khác, ngành tư pháp chắc chắn sẽ thận trọng áp dụng công nghệ trí tuệ nhân tạo hơn rất nhiều. Tuy nhiên, AI với chức năng cập nhật, phân tích tư duy và dự đoán tự động đang trở thành xu hướng trong ngành này. Sự đổi mới liên tục của các AI chuyên về pháp lý ngày càng trở thành những công cụ thường xuyên của các công ty luật ở khắp mọi nơi. Ngày càng có nhiều công ty luật bắt đầu quan tâm và thực hiện chiến lược quản lý tri thức mà cốt lõi là trí tuệ nhân tạo. Trợ lý AI đang dần đảm nhận các nhiệm vụ cấp cao hơn, tìm kiếm và xử lý dữ liệu, chẳng hạn như thiết kế kế hoạch bảo chữa, tìm kiếm các tiền lệ tư pháp có thể trích dẫn. Và rồi đến một ngày, biết đâu những tên tội phạm sẽ phải hầu tòa và lắng nghe phán quyết của một thẩm phán robot. Hầu hết mọi người đều cho rằng ngày này vẫn còn rất xa, nhưng những phán đoán về AI mà nhiều năm trước người ta cho là vô lý đã không còn là khoa học viễn tưởng nữa. Tại sao một trí tuệ có đầy đủ dữ liệu về luật pháp, có khả năng phân tích vụ án, có được khả năng dự đoán tình huống lại không thể hỗ trợ đưa ra phán quyết cuối cùng? Nếu có một phần mềm hỗ trợ thẩm phán AI có thể dự đoán kết quả phán quyết thông qua các phép tính với độ chính xác từ 95% trở lên, chắc chắn nó sẽ mang lại hy vọng giảm bớt tình trạng tồn đọng của các vụ kiện tụng. Bạn hãy tưởng tượng xem, máy móc không thể bị mua chuộc, không thể bị tác động bởi các yếu tố nhạy cảm bên ngoài. AI mang lại một phán quyết công bằng nhất, đúng luật pháp nhất, nếu nó có thể được cung cấp đầy đủ thông tin về luật pháp. Đó chẳng phải là sự công bằng mà chúng ta vẫn luôn mong muốn hay sao? Sự công bằng mà trí tuệ nhân tạo đem đến có thể được hiểu qua một góc độ nữa, đó là việc tiếp cận giáo dục. AI có thể cung cấp tiếp cận đến thông tin và giáo dục cho mọi người, bất kể vị trí địa lý hay tài chính. Điều này có thể giúp giảm bớt khoảng cách giáo dục và truy cập thông tin giữa các tầng lớp xã hội khác nhau, tạo ra một cơ hội công bằng hơn cho mọi người. Hoặc đối với việc quyết định chính sách, đây sẽ là công cụ phân tích dữ liệu và dự đoán các kịch bản khác nhau để hỗ trợ quyết định chính sách công bằng hơn. Việc sử dụng dữ liệu và phân tích AI giúp chính phủ và các tổ chức xã hội hiểu rõ hơn về tác động của các biện pháp chính sách lên các nhóm dân cư khác nhau, và đảm bảo rằng các biện pháp được thiết kế để hỗ trợ những nhóm khó khăn nhất. Tự chung lại, trí tuệ nhân tạo mang đến nhiều rủi ro, đồng thời cũng là tiềm năng vô hạn. Cơ hội nghiên cứu và phát triển dành cho trí tuệ nhân tạo trong tương lai vẫn còn cực kỳ hứa hẹn. Chúng ta có thể hiểu sâu hơn về cách mà máy tính có thể học và tự thích nghi từ dữ liệu, từ đó tạo ra các mô hình thông minh và hiệu quả hơn. Đi cùng với đó là cơ hội cải tiến các thuật toán và mô hình học máy mới, từ đó giải quyết các vấn đề phức tạp và mang lại hiệu suất cao hơn. Trong vòng 5 năm tới, cả tôi và bạn có thể được chứng kiến một thời kỳ cách mạng của khoa học. Trong dòng chảy của lịch sử, cũng như cách mạng nông nghiệp hay cách mạng công nghiệp, cuộc cách mạng này sẽ thúc đẩy thế giới theo cách không ai ngờ tới. Bạn nghĩ rằng loài người đã đủ trí tuệ, sự khôn ngoan và cẩn thận để khởi động cuộc cách mạng này nhanh hơn, mạnh mẽ hơn hay chưa? Đâu là điều bạn mong chờ nhất sau khi trí tuệ nhân tạo chính thức hiện diện rộng rãi trong đời sống con người? Vũ trụ Nguyên Thủy rất mong nhận được ý kiến đóng góp và thảo luận của các bạn ở dưới phần bình luận của video này. Còn bây giờ, Việt Cường thay mặt ekip xin chào và hẹn gặp lại trong những video tiếp theo. Chúc mọi người có một ngày tốt lành bên gia đình.